Đại Bộ Tứ Chiến á, nay ngày 28 tháng 8 năm 2020. Rồi các anh chị các tỉnh gần xa ấy, đến Đại Bộ xem. Có dự tính nuôi bò thì mình đến xem tham khảo, khi nào thấy có khoái bắt vài cặp bò bổ béo ấy, có xe nhà giao tận nơi. Đây mình quay tổng thể cho anh em xem cái phần toàn thân con bò cơ bắp. Con số 11 là số con bò cơ bắp. Con số 12 là con bò cơ bắp, mình quay tổng thể hết phần đầu hết phần hai chân trước nè. Mình nhìn rất quay để cái máy, từ cái máy quay mình đến cái thân con bò là 4 mét anh em, thấy tổng thể hết luôn ha. Còn mình để cái vô cái máy gần nó tè lè ra con bò chà bá, nhìn thấy mình không có xác định được con bò sao, mình quay xịt kha lên anh em thấy thôi. Hết cái toàn thân bò luôn ha. Đó, bò cơ bắp là mình không có so sánh với con nào được hết, nếu nó cơ bắp là cơ bắp chứ không có so với là bò nào, so sánh thì so sánh với bò quay bê thường. Nhìn là biết ngay. Đó, đầu dai đít nít kè phè đó là bò cơ bắp. Lên cục 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 đó nè, thấy đó. Nó phù lên cục cục đó. Phần viêm vai, phần sân lưng, phần đùi là nhìn là biết ngay bò cơ bắp. Đó. Bò bê cơ bắp. Thằng rất là đẹp. Con bò này nãy anh em thấy là anh em chốt liền ở đây chứ chậm trễ là không còn ha. Alo. 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 Nghe anh. Dạ, bên anh chạy bò Tứ Chiến không anh ạ? Dạ, em chạy bò Tứ Chiến anh. Anh ở đâu tỉnh nào? Dạ. Dạ. Em ở ngoài Bắc, đang hỏi xem là bên anh có giao ra ngoài Bắc được không? Có, em đã giao 63 tỉnh thành anh, chỗ nào cũng giao được hết anh. Giờ anh quyết định cái con nào anh chốt giá đi xong em chở em giao anh. Còn nếu mà anh thời gian đến chạy xem ha. Có em chạy chắc sang đầu tháng 8, nhưng mà chắc hôm nào em ghé chạy anh để em thăm quan cái, xong rồi đầu tháng 8 em mới bắt ra. Rồi, anh cứ nào anh vào thì anh gọi em ha. Mình có xe một chiếc, em có nhà có 3 chiếc, một chiếc đang hai em đây, một chiếc đi chở bò thường, một chiếc đi chở dừa mướn. Cho ngày em nó chạy dừa chở dừa rồi chở bò luôn. Chạy từ đây ra đấy chừng xe trung bình. Không, cái tiền xe của em là xe nhà mà giao tận nơi, anh đâu tính tiền xe đâu, anh chỉ vô giá cả, anh lo mua bò đi, chịu vô tiền xe anh khỏi lo chuyện đó. Ha. Dạ. Rồi. Rồi, một chiếc chở được 9 con, một chiếc chở được 15 con, một chiếc chở được hai mấy con anh? Dạ. Rồi. Rồi, anh em trao đổi tiếp. Dạ. Cái con này là con cơ bắp số 12. Trong mình nó giờ khoảng 135 kg anh em. Nếu mà tính ký hơi khoảng 250 kg. Xương rất là to. Đòn rất là dài ha. Cái vai cái đít nó chè bè đó, hai cái sân lưng nó với cái ghim vai. Phần bản đùi mình bao với anh em là 5 tấc ha, tính từ phía này qua bên kia là 5 tấc. Con số 12, con số 11 cũng vậy luôn. Đây. Con cơ bắp ha, hai con cơ bắp, còn là con số 11 là con bò ba bê nâu nâu. Ba bê cơ bắp nâu nâu. Con số 12 là con bò bê đen răm răm. Đó, hình cực whip luôn ha, mình nhìn thấy là xác định là biết ngay luôn. Hình thấy cực quyết không, thối thác cái hình đó. Bò này là có 102 nè, kiếm một cặp thứ hai là không có, lâu mới đựng cặp em là mấy bò ba bê thường đấy anh em, xác định nhìn biết ngay đây đó, ba bê thường thấp kem đó, nhìn là biết ngay. Có bắt cơ bắp ha, anh em thấy có điều kiện nuôi thì tính dự tính nuôi thì anh em chốt ha. Hai bò cực quyết luôn nè, ba bê nè anh em, nhìn thấy là biết ngay đó, ba bê thường đó.